Sáng nay, nước ta thêm 40 ca mắc Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh, hàng quán dọn dẹp bàn ghế, chỉ bán mang về. Những lưu ý khi đến bệnh viện lớn trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp. Mưa lớn gây sạt lở đường nghiêm trọng ở Đắk Lắk. Phút đời thường hôm nay, thăm quán chè mâm có tuổi đời hơn 45 năm tại Sài Gòn. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Quý vị, sáng nay Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19 mới, 30 người trong đó ở tỉnh Bắc Giang. 40 ca mắc mới từ bệnh nhân 6.317 đến 6.356 đều là ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang, 30 ca, Lạng Sơn 8 ca, Thái Bình 1 ca, Long An 1 ca. Tính đến 6 giờ ngày 28 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng là 4.864 ca ghi nhận trong nước và 1.492 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới riêng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.294 ca. Thưa quý vị, vừa qua hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã triển khai tiêm vaccine cho 400 công nhân tại hai khu công nghiệp trên địa bàn hai tỉnh. Sắp tới có khoảng 240.000 công nhân thuộc hai tỉnh trên sẽ được tiêm vaccine. Trong đó có 100 công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phoenix Precision Component, tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải của tỉnh Bắc Ninh và 300 công nhân của công ty Phú Hồng, tỉnh Bắc Giang. Dự kiến sắp tới khoảng 240.000 công nhân thuộc hai tỉnh trên sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận 150.000 và Bắc Ninh là 90.000 liều vaccine COVID-19. Theo cam kết của hãng vaccine, từ nay đến tháng 7 sẽ có thêm khoảng 5 triệu liều vaccine từ nguồn COVAX, công ty AstraZeneca và công ty Pfizer. Hiện với các nguồn đã chắc chắn, từ nay đến đầu năm 2022, Việt Nam sẽ có 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, cộng với các nguồn viện trợ bằng vaccine. Ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 28 tháng 5, thành phố sẽ tạm ngưng nhiều hoạt động lễ nghi, tôn giáo cũng như tạm dừng các dịch vụ kinh doanh, hàng quán dừng phục vụ tại chỗ mà chỉ bán mang về. Theo ghi nhận, ngay sau khi nhận được yêu cầu của thành phố về việc tạm dừng hoạt động các quán ăn uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè, nhiều hàng quán đã khẩn trương dọn dẹp bàn ghế, không nhận khách và chuyển sang bán mang đi. Chúng tôi là ngưng hoạt động, là không có thâu khách vô nữa, mà bây giờ là mà bán mang về từ hồi mà 1 giờ tới giờ. Cũng như quán phục vụ mang về gặp rất nhiều khó khăn cho quán, nhưng mà chính cho về việc dịch cũng tôi biết được giảm đi rất nhiều. Người khách đến là an toàn hơn. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi chỉ trong 10 ngày qua đã xuất hiện 3 chuỗi lây nhiễm và nhiều khả năng F0 tồn tại trong cộng đồng. Ngoài những hoạt động không thiết yếu được yêu cầu tạm ngưng trước đó, thành phố tiếp tục tạm dừng các hoạt động như spa, nhà hàng ăn uống, địa điểm du lịch, tạm dừng phố đi bộ và chợ đêm. Các hoạt động nghi lễ tôn giáo tập trung từ 10 người cũng tạm dừng hoạt động. Thưa quý vị, cho đến thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, khám chữa bệnh là nhu cầu thiết yếu của người dân. Bên cạnh những biện pháp chủ động phòng tránh dịch bệnh quyết liệt của các bệnh viện nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, nhân viên y tế trong quá trình thăm khám, thì đòi hỏi sự chủ động, ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân từ chính những người bệnh. Điều đầu tiên, để tránh việc tập trung đông người và để các cơ sở y tế có sự chủ động trong việc phân bổ người bệnh tới khám, người bệnh nếu có thể, trước khi đến khám nên đặt trước lịch khám. Người bệnh sẽ thực hiện khai báo y tế. Đặc biệt là mình khai báo y tế trước khi đến cái cơ sở y tế là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là mình phải thực hiện cái việc đăng ký khám bệnh trước ngày khám. Thì đó là một cách để mình giãn cách đối với người bệnh mà cần có cái nhu cầu mà đến khám ở các cái cơ sở y tế. Theo như ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều biện pháp đã được áp dụng triệt để khi người bệnh tới khám bệnh đều được sàng lọc tại cổng bệnh viện. Những người nhà có thể tự khai báo, hoặc là những cô chú lớn tuổi khi mà vào trong bệnh viện thì sẽ có những nhân viên hỗ trợ riêng, sẽ dùng những cái đường và sẽ được phát những iPad để hỗ trợ khai báo y tế giúp cho cô chú người bệnh lớn tuổi. Thì tại thời điểm này thì gần như là đó là quy định của ngành y tế
thì mình tất cả cơ sở y tế đều là thực hiện là không thăm nuôi. Tại một thời điểm thì chỉ có một người nuôi bệnh, và khi đổi người nuôi bệnh thì cũng đổi trong đăng ký trước là 1-2 người là nuôi người bệnh đó, và mình cũng chỉ đổi trong cái số người nuôi đó. Những điều người bệnh, người nhà người bệnh cần làm để bảo vệ sức khỏe khi đến bệnh viện khám chữa bệnh gồm: 1. Đặt trước lịch khám. 2. Đeo khẩu trang đúng cách trên đường đi, về và suốt thời gian ở cơ sở y tế. 3. Khi đến cơ sở y tế, cần tuân thủ các quy định của bệnh viện. 4. Khai báo y tế trung thực, chính xác. 5. Chỉ một người nhà đi cùng trong trường hợp cần thiết. 6. Không thăm bệnh nhân. 7. Sử dụng thẻ hoặc thanh toán online, hạn chế thanh toán tiền mặt cho các chi phí khám bệnh. Ngoài ra, đối với những người bệnh có bệnh mãn tính cần tái khám, nhiều bệnh viện cũng đã triển khai phương pháp khám bệnh từ xa. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, thai phụ sẽ được hỗ trợ 100% chi phí làm xét nghiệm tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh và công thức máu gen trong lúc khám thai thường quy khi tham gia dự án nghiên cứu của Viện Di truyền Y học TP HCM phối hợp 3 bệnh viện. Dự án đánh giá hiệu quả của xét nghiệm gen trong sàng lọc thai phụ mang gen bệnh thể ẩn thalassemia với sự phối hợp giữa Bệnh viện Di truyền Y học MGI, Công ty Cổ phần Giải pháp Gen Gen Solution GS phối hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ chính thức triển khai từ tháng 5 năm 2021. Công trình nghiên cứu dự kiến sẽ thực hiện trong 6 tháng với tổng số lượng mẫu là 2.500 mẫu tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ 500 mẫu, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 1.000 mẫu và Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh 1.000 mẫu. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Sáng nay, lực lượng chức năng của huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng nhà thầu thi công đang tích cực khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường giao thông gần bờ sông Krông Nô, đoạn nối xã Nam Ca và xã Erbin. Theo đó, tuyến đường liên xã này đang được thi công sửa chữa, nâng cấp để phục vụ việc đi lại của người dân được thuận tiện. Tuy nhiên, vừa qua, tại khu vực này có mưa lớn, nước sông Krông Nô dâng cao khiến đoạn đường đang thi công bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá trên đường trượt xuống sông. Sau khi nắm được tình hình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lắk đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân hai xã Nam Ca và Erbin tập trung lực lượng, huy động máy móc cùng với nhà thầu thi công là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Phước Tiên đặt biển cảnh báo nguy hiểm để các phương tiện đi lại cảnh giác. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Cà Mau kết hợp cùng lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang một phụ nữ đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực khóm 1 phường Tân Thành. Đối tượng bị tạm giữ khai tên Lâm Thị Hồng Thủy, 42 tuổi, tạm trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Kiểm tra túi ni lông mà Thủy mang theo trên người, bên trong có hộp giấy chứa 19 túi ni lông. Lâm Thị Hồng Thủy khai nhận số tang vật trên là ma túy loại heroin được Thủy mang từ thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang cùng tang vật. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Châu Huỳnh Tiên, 40 tuổi, ngụ xã Bàn Long để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tiên khai nhận do mâu thuẫn gia đình với vợ cũ nên đến nhà vợ cũ ở xã Bàn Long, huyện Châu Thành để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa Tiên và gia đình vợ cũ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Tiên dùng dao đâm mẹ vợ cũ là bà Trương Thị Tiến gây thương tích. Bà Tiến được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Thưa quý vị, hơn 5 năm chạy chữa, sau 13 năm kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra, thế nhưng trong lòng chị Lê Thị Thanh Tuyền vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai được sự ám ảnh vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đứa con gái 3 tuổi rơi vào nồi chè mẹ nấu. Đó là câu chuyện về gia đình chị Tuyền, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về quán chè đã tồn tại hơn 45 năm này quý vị nha. Chè mâm Khánh Vi nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay đã có tuổi đời 45 năm. Người chủ hiện tại là chị Lê Thị Thanh Tuyền, truyền nhân đời thứ ba của quán. Đời tôi là đời thứ ba, đời bà thì nằm ở Trương Định, Phúc Trương Định, rồi tới đời ba mẹ thì nằm tới phút này, rồi tới đời tôi cũng nằm ở đây. Hiện tại là quán chè của chị nó có 14 loại chè, tôi thấy loại nào thì nó cũng đặc sắc, mỗi hương vị nó khác nhau, nồi nào tôi thấy nó cũng hấp dẫn ngon hết. Quán to ngày 3 giờ chiều tới 10 giờ rưỡi tối. Mỗi chén chè như thế này có giá chỉ 6.000 đồng. Một trong những điểm thu hút thực khách của quán
chính là mâm chè 16 loại có giá 103.000 đồng. Hồi xưa thì lúc mình chưa có công nghệ như bây giờ á, bây giờ hồi xưa là mình 3 giờ khuya là mình dậy mình hầm than, đậu nó mới mềm. Còn bây giờ thì mình có công nghệ điện á, công nghệ điện bao pha đó, mình nấu bằng công nghệ hết rồi. Là bắt đầu 6 giờ là mình mới bắt lò lên. Mình mua là mình mua ở chợ lớn. Vật liệu mình chợ lớn như cái chỗ mình là hồi xưa giờ mình làm á, có uy tín với mình. Thưởng thức món chè mát ngọt cùng bạn bè, người thân, tâm sự rôm rã, quả thật là một sự trải nghiệm làm xua đi sự bực nhọc trong những ngày hè nóng bức. Ăn quen rồi thấy nó nhất là nó ngon, nóng. Ăn chè ở đây rất là nóng, với lại đầy đủ rất là loại chè. Ăn đây cũng lâu rồi, ăn đây mấy năm rồi, 3-4 năm. Khi nói về chè, chị Tuyền luôn nói bằng cả tâm can, vì đối với chị, quán chè không chỉ là nơi nuôi sống gia đình mà còn là cái nghề do ông bà truyền lại. Quán chè của mình bây giờ thì khác, nói chung là càng ngày càng khách càng đông, khách càng đông lên. Người ăn chè thì tớ tớ mà ăn chè, tớ nói quán chè nhìn chủ quán rồi cũng nói chung là nhìn chủ quán thấy thân thiện, thì chủ quán thiệt tình thấy một mạc. Tuy vậy, ít ai biết được rằng sau gương mặt luôn vui tươi, hết mình vì công việc lại ẩn chứa những câu chuyện chẳng thể nào quên gắn với nồi chè. Tới đời thứ ba là tới đời tôi chuyển vô thì con gái của tôi nó bị té vô nồi chè, nó té vô nồi chè. Rồi nó được 3 tuổi đi đem vô bệnh viện đó, thì bác sĩ nó bé nặng quá. Bác sĩ có lắc đầu thì mình mới nói với gia đình, mình nói với chồng mình ấy, giờ nói bác sĩ là còn nước còn tát thì bây giờ cứu được tới đâu hay tới đó cứu được, thì bác sĩ nó bây giờ sẽ không có hứa, thì cứ năn nỉ thì còn nước còn tát thì đem vô trong phòng cấp cứu 2 tháng, nằm trong phòng cấp cứu không có ra phòng ngoài nằm được, tại vì bé nó vẫn nặng quá. Bác sĩ kêu là chuẩn bị hòm rồi sẵn hết luôn rồi đó, là mình nói chung là mình chỉ biết xỉu thôi, mình không biết gì hết á, cứ xỉu tại mới có nước con nào lòng mà nó đã như vậy rồi. Sao số khổ quá, mà hai vợ chồng nói chung thời đó cũng nghèo khổ, cho nên là nói chung là kể tôi mà khổng chịu không nổi. Xảy ra tới giờ đó là thấy cái cảnh đó là nhớ hoài trong ký ức luôn, không quên. Cô bé Khánh Vi ngày nào giờ đã 16 tuổi. Đã 13 năm từ sau tai nạn đáng tiếc ấy, những vết sẹo do bị phỏng cấp độ 4 vẫn in hằn trên da thịt và cả trong tâm trí cô gái nhỏ. Thế nhưng Khánh Vi không vì thế mà chùn bước. Cô gái nhỏ ấy vẫn muốn nối tiếp công việc của gia đình. Em có ý định là sẽ nối tiếp nghề này, tại vì gia đình em là bán chè được 3 đời. Cho nên là em sẽ nối tiếp để bán chè để sau này có phụ giúp được cho mẹ. Hy vọng rồi mai đây, ước mơ của cô gái nhỏ sẽ sớm thành hiện thực, để Khánh Vi có thể viết tiếp câu chuyện về quán chè truyền lại nhiều đời và câu chuyện nghị lực vượt qua nỗi sợ để trụ vững với nghề. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ về địa chỉ email thoisuatvoavongtuitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Charm Group. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.